Xin chào các bạn, trên tay mình đang là chiếc Xiaomi Redmi K40 và đây là phiên bản đặc biệt, phiên bản gaming, và trên tay mình chính là cái phiên bản đắt nhất và đẹp nhất trong cái loạt series gaming của Xiaomi. Cái phiên bản này họ lấy hình tượng là Lý Tiểu Long, một huyền thoại võ thuật của Trung Quốc, và đây mình sẽ có cái chữ là Bruce Lee. Bruce Lee là tên tiếng Anh của Lý Tiểu Long, và King of Kung Fu Special Edition. Và đây là cái chữ giống như là chữ ký của Lý Tiểu Long cho bạn, nó có chữ Bruce Lee nè. Và bây giờ mình sẽ mở hộp và trên tay cái sản phẩm này nha, để xem coi là với cái tầm giá khoảng 12 triệu thì các bạn sẽ có thể có được một cái chiếc gaming như ý hay không nha. Đầu tiên là mình sẽ xem xét cái thiết kế bên ngoài vỏ hộp nha bạn. Vỏ hộp thiết kế có một cái màu rất nổi bật, đó chính là cái màu vàng, và những cái điểm nhấn thì nó sẽ có màu đen. Cái chữ Redmi K40 là nó có màu trắng, và cái viền đen này nó được điểm xuyến xung quanh hộp luôn bạn. Ở đây mình có cái biểu tượng của Lý Tiểu Long nè, bên hông này thì nó trống không có gì cả, và cái thiết kế của hộp nó có những cái đường vân, sờ vào nó nhắm tay nha bạn. Và đây mình có cái chữ Redmi Bruce Lee King of Kung Fu Special Edition. Và phía sau này á thì mình sẽ có một vài cái thông tin. Ví dụ của mình là Redmi K40 và RAM là 12GB, bộ nhớ trong là 256GB. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành mở hộp nha các bạn. Cái thiết kế hộp nó cũng đặc biệt, nó cũng không giống như là những cái hộp Xiaomi thông thường. Và các bạn mở bằng cách là bật lên. Đây, khi mình bật lên thì nó mở như dạng vỏ sò nha các bạn. Và trong đây nè, mình sẽ có một cái hộp nhỏ. Cái hộp nhỏ này thì in hình nhân vật Lý Tiểu Long, và có một cái dòng chữ của anh ta là ảnh quay video sale vậy đó. Rồi, ở đây thì mình sẽ có một cái que chọc sim. Bên trong nữa thì mình sẽ có một cái bọc nữa nè các bạn. Và trong cái bọc này thì mình sẽ có một cái sách hướng dẫn sử dụng nè. Sách thì là màu đen và nền chữ thì màu vàng, nhìn nó rất là nổi bật. Và đây là cái ốp lưng. Thực ra gọi ốp lưng thì nó không đúng, vì nó chỉ có cái phần khung để bảo vệ cái sườn máy là chủ yếu thôi. Cái mặt lưng nó vẫn bị phô ra nha các bạn, do đó nó sẽ chạy sức mặt lưng đó. Nó chỉ bảo vệ được cái cạnh sườn thôi, rất là chắc chắn luôn nè, cứng cáp. Tiếp theo là mình sẽ có một cái thân máy. Cái thân máy thì các bạn có thể nắm cái siêu lấy ra, hoặc là các bạn có thể bẻ cong lên như thế này đó, thì các bạn lấy đầu này ra, rất là xịn sò luôn. Rồi, cái máy thì nó có màu vàng, và những cái điểm xuyến thì nó màu đen. Mình cho nó qua một bên nha. Tiếp theo thì phụ kiện. Phụ kiện thì các bạn có một cái ngăn riêng ở đây, các bạn bật nó ra đó, sau đó các bạn kéo hướng này để lấy ra một cái hộp phụ nữa. Và đây chính là cái hộp chứa các phụ kiện của cái chiếc Redmi K40 gaming. Và trong cái phần phụ kiện này thì mình sẽ có một cái củ sạc, củ sạc màu vàng, phần trên đây thì màu đen, nó rất là đồng bộ với cái hộp nha các bạn. Và củ sạc này nó là một củ sạc nhanh, công suất của nó là 67W, rất là nhanh luôn. Tiếp đó thì mình sẽ có một cái sợi cáp, và cáp này là cáp chuẩn USB cho Type-C, và nó cũng có màu vàng, nó đồng bộ với cái màu vỏ hộp. Bên cạnh đó thì cái đầu nối của nó là dạng chữ L nha các bạn. Đây mình có thêm một cái nút bảo vệ nữa nè đó, rất là chu đáo luôn. Cầm cáp nhìn nó đúng cái chất gaming luôn bạn, cứng cáp mà có những thiết kế nó độc lạ. Hình chữ L thì nó tiện lợi cho những bạn game thủ, các bạn đặt cáp theo chiều ngang như nè thì nó đỡ ít bị cấn, bị gãy cái đầu này hơn so với các bạn đặt theo chiều thẳng đứng. Một cái điều rất là nhỏ nhặt nhưng mà rất là tinh tế. Và như vậy sản phẩm này cũng không có kèm theo cái tai nghe nha các bạn. Rồi, quay trở lại với nhìn chính của mình, cái chiếc Xiaomi Redmi K40 gaming phiên bản Bruce Lee. Mình sẽ mở cái siêu cho các bạn xem. Đây là cái mặt lưng của sản phẩm các bạn. Thiết kế nó rất là khác lạ so với các thiết kế của dòng Xiaomi dòng K, cụ thể là K40 bình thường. Và đây là phiên bản K40 gaming, rất là xịn sò, rất là ngầu. Và mặt lưng này được hoàn thiện bằng kính cường lực Gorilla Glass 5. Ở đây mình có cái chữ Redmi nè. Và cái mặt lưng nó có màu vàng cùng một số điểm xuyến là màu đen và màu cam, nhìn nó rất là độc lạ. Đây mình có chữ KO. KO mình nghĩ là viết tắt của cái chữ Knockout các bạn. Fast Comfort. Rồi ở đây có chữ Bruce Lee King of Kung Fu.
Và đây mình có một cái đường đen nè, nó nhấn giữa cái mặt lưng. Đây là cái đèn black led được thiết kế ở cái dạng là cái tia chớp luôn, rất là độc lạ. Đây là một cái cụm camera của cái chiếc Redmi K40 Gaming. Tiếp theo thì mình sẽ xem xét ở cái phần khung viền các bạn. Khung viền của cái chiếc Redmi K40 Gaming được hoàn thiện bằng kim loại. Và đây mình có hai cái sticker nè, nó làm dạng vật lý giống như là trên cái Xiaomi Black Shark các bạn. Đó. Các bạn bật ra thì các bạn nhấn. Mình thì rất thích những cái sticker mà dạng vật lý vậy nè. Vì nó rất là thật, nó không có giống như là sticker điện tử, mình nhấn nó không có cảm giác. Khi các bạn ngưng sử dụng các bạn kéo lại thì nó sẽ thụt xuống. Và đây là mình có một cái nút nguồn. Nút nguồn này là họ làm một cái màu cam nó nổi bật lên trên một cái viền có màu đen. Ở đây mình có hai cái đường cắt anten. Tiếp theo là cái phần cạnh dưới. Cạnh dưới thì mình có một cái loa ngoài nè, một cái lỗ thay si nè, một cái mic, một cái cây sim và hai cái đường cắt anten. Ở bên cạnh trái á, thì mình có ở đây một cái mic, nút tăng giảm âm lượng, cũng có hai cái đường cắt anten ở đây. Và ở phần đỉnh thì mình sẽ có một cái mic nè, ở đây thì một cái mic nữa nè, một cái loa ngoài và hai đường cắt anten ở đây. Bên cạnh đó thì Xiaomi họ cũng lưu ý là cái hệ thống loa của cái chiếc Xiaomi Redmi K40 Gaming này được hiệu chỉnh bởi cái hãng loa JBL. Xiaomi Redmi K40 phiên bản gaming hỗ trợ các bạn một khe sim gồm có hai khe cắm nano sim và nó không hỗ trợ khe cắm tai nghe mở rộng. Tuy nhiên mình thấy cái dung lượng mua nhất trong 256GB thì nó đã đủ đáp ứng hầu hết nhu cầu sử dụng thông thường rồi. Mình nghĩ là không cần phải thêm tai nghe mở rộng đâu. Ngoài ra thì Xiaomi Redmi K40 phiên bản gaming cũng hỗ trợ công nghệ kháng nước, kháng bụi bẩn theo cái tiêu chuẩn IP53. Và đây là cái màn hình hiển thị của cái chiếc Redmi K40 phiên bản gaming. Màu sắc rất là đẹp mắt, hình ảnh rất là trong trẻo các bạn. Và cái màn hình này là màn hình dạng đục lỗ. Ở chính giữa mình sẽ có một cái camera selfie nè. Màn hình này thì nó có kích thước là 6.67 inch. Và tấm nền của nó là tấm nền OLED. Nó hỗ trợ tới 1 tỷ màu các bạn, rất là ngon lành. Bên cạnh đó thì nó còn có hỗ trợ công nghệ HDR10 Plus. Và độ sáng tối đa của nó là 500 nits. Và hỗ trợ cái tần số quét màn hình lên đến 120Hz cho các bạn có được những cái trải nghiệm rất là mượt mà khi mà mình chơi game. Và cái màn hình này nó có độ phân giải là Full HD Plus, kèm theo đó là cái tấm kính cường lực bảo vệ của nó là Gorilla Glass 5. Đánh giá về cái cảm nhận khi mà sử dụng cái màn hình của cái chiếc Redmi K40 Gaming này thì mình thấy nó có vẻ rộng hơn so với màn hình của những cái chiếc Redmi K40 thường. Có thể là do đây là cái màn hình nó không có bo cong và nó là dạng phẳng luôn nha các bạn. Và những cái góc này nào mình thấy của nó bo không có nhiều, do đó cho cảm giác nhìn nó khá là rộng. Và cái màn hình này mình nhìn vào mình cảm giác nó là to hơn so với những cái màn hình khác của Xiaomi. Về cấu hình phần cứng thì tất cả các mẫu gaming của dòng Xiaomi K40 đều được trang bị con chip xử lý đến từ MediaTek, đó chính là con Dimensity 1200. Và cái con chip này sử dụng trên cái tiến trình là 6 nanomet. Riêng cái phiên bản Ruby mình đang cầm trên tay á thì nó có dung lượng RAM là 12GB và bộ nhớ trong là 256GB. Bên cạnh đó thì nó được cài đặt sẵn hệ điều hành Android 11, cùng với đó là cái giao diện mới nhất, giao diện MIUI 12.5. Tuy nhiên thì hiện tại Xiaomi họ chưa có hỗ trợ cái dịch vụ Google Mobile trên cái dòng điện thoại gaming K40 này, do đó các bạn chưa thể cài được SharePlay. Nếu các bạn cài được thì các bạn cũng không sử dụng được, nhưng đây mình đã cài được nè. Khi các bạn sử dụng thì nó tự động nó sẽ thoát ra. Và trong tương lai thì Xiaomi họ sẽ cập nhật cái gói dịch vụ này, lúc đó các bạn mới có thể sử dụng được Google Play trên các dòng gaming của K40. Về camera thì Xiaomi Redmi K40 được trang bị một cái cụm gồm có 3 camera, trong đó camera chính có độ phân giải là 64 megapixel, một cái camera góc siêu rộng có độ phân giải là 8 megapixel và một cái camera hỗ trợ chụp macro có độ phân giải là 2 megapixel. Và cái đèn black led trên thiết bị này nó là cái đèn hai tông màu nha các bạn, một cái tông màu trắng và một cái tông màu vàng. Và khả năng quay video thì cái chiếc Xiaomi Redmi K40 Gaming cũng hỗ trợ quay tối đa ở độ phân giải 4K và tỷ lệ khung hình là 30 khung hình trên giây. Qua thực tế sử dụng thì mình thấy chất lượng của camera trên cái chiếc Xiaomi Redmi K40 Gaming nó cũng không có hơn gì so với K40 bình thường các bạn. Tức là nó sẽ chụp chất lượng ảnh tốt cho đến rất tốt trong cái điều kiện ánh sáng bình thường thôi. Còn chụp đêm thì nó chỉ chấp nhận được chứ nó không có rõ nét nha bạn.
Cổng camera trước của cái chiếc Redmi K40 Gaming có độ phân giải là 16 megapixel và chất lượng ảnh chụp trong điều kiện ánh sáng bình thường thì nó cũng tốt. Loa chính là một cái thành phần rất là quan trọng trong một cái chiếc gaming phone, và để đánh giá cái chất lượng của loa trên cái chiếc Redmi K40 Gaming thì mình sẽ mở cho các bạn nghe thử một bài nhạc nha. Đây mình đã mở âm lượng hết mức rồi. Xiaomi Redmi K40 Gaming được trang bị một cái hệ thống loa kép và được hiệu chỉnh âm thanh bởi cái hãng loa JBL. Do đó cái chất lượng âm thanh theo đánh giá của mình thì nó rất là tốt. Âm thanh nó có chiều sâu nè và có độ trong trẻo. Tuy nhiên về cái âm lượng thì mình thấy nó vẫn chưa có được lớn lắm, nó ở mức vừa phải thôi nha các bạn. Về cái khả năng bảo mật thiết bị thì Xiaomi Redmi K40 Gaming cũng được trang bị một cái cảm biến vân tay đặt ở nút nguồn. Và cái cảm biến vân tay này rất là nhạy các bạn. Chạm vào là nó phản ứng tức thời luôn. Bên cạnh đó thì mình còn có cái nhận dạng gương mặt nè, và tốc độ nhận dạng cũng rất là nhanh luôn, hầu như là phản ứng tức thời. Về pin thì Redmi K40 Gaming được trang bị một pin có dung lượng là 5.065 mAh, kèm theo đó là một cái củ sạc có công suất là 67W, cho phép các bạn có thể sạc 100% pin chỉ trong vòng 42 phút theo thông tin quảng cáo từ nhà sản xuất. Bên cạnh đó thì Xiaomi Redmi K40 Gaming còn hỗ trợ cái công nghệ sạc ngược Power Delivery 3.0, cho phép các bạn có thể sạc ngược cho các thiết bị điện tử khác. Và bây giờ mình sẽ thử gắn cái ốp lưng của cái chiếc Xiaomi Redmi K40 Gaming phiên bản Rookie cho các bạn xem nha. Gọi là ốp lưng thì nó không đúng, nó chỉ là ốp sườn thôi các bạn, không ốp lưng nha. Các bạn canh hai cái nút trigger nè, nó phải phù hợp với trigger trên máy là được. Rồi sau đó các bạn chỉ việc đặt cái đầu này vào, rồi mình đẩy lại là xong. Đó, mặt lưng nó vẫn bị lộ trần đó nha các bạn, nó sẽ chạy đó, cho đó các bạn phải cẩn thận. Và đây là sau khi mình đã ốp xong nè, nút nguồn nó vẫn hở nè các bạn. Đó, có cái trigger là các bạn có thể đóng mở như là khi mình, giống như là khi mình chưa có ốp lên vậy đó. Ở đây là cái phần đỉnh, đây là cái phần cạnh trái. Nút tăng giảm âm lượng thì họ còn là có hai nút cao su bảo vệ ngoài, ở dưới đây nó vẫn lộ thiên ra nè. Nút nguồn là lộ thiên các bạn, nút nguồn phải lộ thiên bởi vì nó sử dụng cảm biến vân tay ở đây mà. Các bạn không lộ thiên thì các bạn đâu có sử dụng vân tay ở đây được. Sau cùng là về cái hiệu năng hoạt động thì mình đã thử đánh giá bằng cái phần mềm AnTuTu Max phiên bản 9.0.6 và nó cho một số điểm rất là cao các bạn, 702.725 điểm. Và trong đó có điểm số chi tiết đây, mình sẽ show ra cho các bạn xem nè. Điểm số rất là cao. Và đây là cái thông tin về pin nè, thông tin về pin và thông tin về nhiệt độ CPU. Đây là thông tin về thiết bị của mình, nó là Redmi K40 Gaming và vi xử lý của nó là Dimensity 1200. Rồi màn hình là Full HD cộng. Rồi vân vân. Nói chung là một cái điểm số AnTuTu khá là ấn tượng. Rồi, như vậy là mình đã vừa cùng với các bạn mở hộp và trên tay cái chiếc Xiaomi Redmi K40 phiên bản gaming. Và của mình là cái phiên bản cao cấp nhất, phiên bản Group Lee King of Kung Fu. Thì theo đánh giá sơ bộ của mình, đây là một cái chiếc gaming rất đáng để các bạn đầu tư. Bởi vì mức giá của nó khá là dễ tiếp cận. Tuy nhiên một cái hạn chế của nó là chưa hỗ trợ cái dịch vụ Google Mobile Server. Do đó các bạn chưa thể nào cài SharePlay được. Do đó mình không thể nào mình sử dụng SharePlay để mình tải các ứng dụng như là các điện thoại Android thông thường khác. Tuy nhiên thì theo mình biết một số thông tin thì Xiaomi họ sẽ sớm có một cái bản cập nhật bổ sung cái dịch vụ này, cho phép các bạn có thể sử dụng được SharePlay. Lúc đó thì các bạn có thể vô tư cài đặt và sử dụng các phần mềm giống như là trên các dòng điện thoại Xiaomi bình thường khác.
Rồi, video clip mình đến đây sẽ được kết thúc. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào các video clip tiếp theo.